Tấn Hàm Cư xảy ra chuyện có phần của con. Như thần biết tội, con có tội gì? Nhiễu loạn trật tự, phá hoại luật pháp. Còn gì nữa? Không nên cậy mạnh, ức hiếp yếu. Vậy thôi sao? Nhi thần sẽ đến Nam Môn thỉnh tội. Người đâu? Đứng lại. Đối với người ngoài thì chính là tội này. Con thì khác, con còn phải tăng thêm một tội. Tội hại dân, hại nước. Như thần ngu đần, khẩn xin phụ vương nói rõ. Nói rõ, con đã đánh người nào? Tiểu nhị ở Tấn Hàm Cư nảy sinh ẩu đả vì chuyện gì? Hắn bênh vực người nghĩa cử, ức hiếp người Tần. Phụ vương, như thần cảm thấy tiểu nhị này đáng nghi. Đáng nghi cái gì? Tội của con chính là chỗ này. Nói ngắn gọn là ẩu đả thị tứ. Nếu có kẻ có dụng ý, sẽ nói thái tử đại Tần ta ức hiếp người nghĩa cử. Hiện nay nghĩa cử chưa bỏ ý định, không cam tâm đất nước thành huyện của ta, đang đi khắp nơi ý đồ liên minh các nước ở Thảo Nguyên tấn công nước Tần ta. Chúng muốn lấy lại đất đai, chúng muốn phục quốc, con có biết không? Còn chó đi hoang có gì đáng sợ? Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Còn biết không, bên trong nghĩa cử không hề có quân Tần ta đủ trú. Cái gọi là huyện, cái gọi là quận, chẳng qua chỉ là hư danh thôi. Thực chất vẫn là người nghĩa cử đang quản lý người nghĩa cử, không có binh lực khống chế. Ta cần phải dùng chính sách nhu mềm, lung lạc lòng người. Nếu có kẻ dụng ý xấu xa loan truyền chuyện này, truyền đến nghĩa cử thì sẽ ra sao? Ta phải dùng thật nhiều người, dùng thật nhiều sức lực mới có thể kiềm chế được chúng. Nhi thần biết lỗi. Nhi thần biết lỗi. Câu này phải do ta nói với con. Nhi thần biết lỗi. Con có lỗi gì? Làm sao cứu vãn đây? Thả tiểu nhị đó ra. Vừa rồi ta nói tới đâu rồi? Làm sao cứu vãn? Hiệu úy bị thương vì con, vết thương thế nào rồi? Không còn đáng ngại. Con hãy ghi nhớ, con là thái tử. Ta muốn con hành động phải biết suy nghĩ. Đừng nên dở thói thất phu.
không được làm to tát. Tôi hiểu rồi. Tôi đã thu xếp cho hắn ở trong mật thất rồi, một nơi bất cứ ai cũng không tìm được. Lúc đó đã cảm thấy quen rồi. Hắn đúng là con của Mễ Vương Phi. Nhỏ tiếng thôi, đừng ra ngoài, đại họa sẽ ập xuống ngay. Tướng Quốc, có phải tiểu nhân không nên đưa hắn về Hàm Dương không? Muốn kiếm được lợi lớn, đương nhiên phải chịu rủi ro lớn. Ông may mắn lắm, không chừng lần này sẽ có đại họa tẩy trừ. Tên danh đó đâu? Bị Tần Úy giải đi rồi. Tần Úy, làm sao hắn biết đang ở trong tay tôi? Trực quỹ, trong thân đội của chúng ta cứ 10 người đã có 5 người là mật thám của quan phủ. Trời ơi, hết rồi. Hết rồi. Tiểu tử thối, phục hay không? Phục. Bây giờ thừa nhận nhanh lắm, không cứng đầu nữa à? Trước giờ người nghĩa cử không cứng đầu, người sống trên thảo nguyên chỉ dựa vào nắm đấm mạnh, đao kiếm nhanh. Đúng là cứng đầu. Tiểu tử thối, Tần Úy mà ngươi đả thương đã chết rồi, ngươi sợ không? Cùng lắm là dùng cái chết thế mạng, có gì đáng sợ? Không sợ tại sao lại trốn? Muốn chém muốn giết tự nhiên, đừng om sòm quá. Giỏi, anh hùng. Giải đi. Chào Vương Phi. Tướng Quốc đâu? Tướng Quốc đang ở trong thư phòng. Vương Phi còn nhớ đứa trẻ nghĩa cử không? Diễm Nhi, nó sao vậy? Đang ở Hàm Dương, mau đưa ta đi. Vương Phi, tại sao thần không dám vào cung bẩm minh chuyện này? Tại sao lại nhờ Tô Huyên tìm cách thiết đãi Vương Phi? Chính vì biết Vương Phi nghe được chuyện này rối loạn tâm trí, bị người khác lợi dụng. Được rồi, ta nghe theo ông. Ông nói đi. Mấy hôm trước, người nghĩa cử có va chạm với thái tử chính là công tử Mễ Diễm, sau đó bị quan phủ bắt giam vào đại lao. Thần lập tức sai người điều tra, không còn ở đại lao nữa, đã bị công tử Tráng giải đi. Công tử Tráng? Danh Tráng muốn giải Diễm Nhi đi đâu? Hắn muốn làm gì? Công tử Tráng được vương thượng tin tưởng, được điều vào vương cung phụ trách bảo vệ. Chưa đầy một năm đã lên chức vệ úy. Người này qua lại mật thiết với vương hậu, quan hệ mật thiết với thái tử. Chính vì thần lo lắng, sợ hắn dùng Mễ Diễm làm chuyện mờ ám, thần đặc biệt nhắc nhở vương phi, thời gian sắp tới nhất định cẩn thận, giả cân giả điếc cũng được. Bất cứ tin tức gì cũng không được dễ dàng cả tin. Những người xung quanh đều phải cẩn thận. Nhưng ngôi thái tử đã định, trong cung bình yên như thường. Tướng quốc quá lo rồi, dòng chảy ngầm nhanh, lỡ như bất cẩn sẽ gây ra đại họa tẩy trời. Ta đã hiểu rồi. Ý ông muốn ta đừng xem vào chuyện sống chết của Mễ Diễm. Phải.
Khốn kiếp, chuyện của Mễ Diễm chúng thần đang tìm cách giải quyết. Vương phi nhất định không được nóng nảy. Nghĩ cách cả, nghĩ cách gì chứ? Trực tiếp đến chỗ Doanh Tráng đòi người là được rồi. Nếu hắn không nhận thì sao? Không nhận, không nhận thì liều với hắn, tính luôn cả chuyện của cha hắn quan nội hầu nữa. Vương phi, ngoại trừ Mễ Diễm công tử, còn có Doanh Tắc công tử, Doanh Phất công tử, còn có các thân bằng họ Mễ. Nếu chuyện này phơi bày làm lớn hơn, họ sẽ bị liên lụy. Trường Nghi, ông muốn ta buồn nôn chết sao? Con đã không còn, bây giờ ta không thể đi đòi người, không được có bất cứ động tĩnh gì. Ta không kiềm được cơn giận này, cũng phải kiềm chế. Không phải hạ thần nhẫn tâm, mà Vương phi thử suy nghĩ lại. Bao năm qua không gặp, bao nhiêu năm qua đã chút bỏ rồi, đột nhiên chỉ biết tình thân, bất chấp tất cả, e rằng sẽ chuốc họa vào thân, liên lụy mọi người. Trương Nghi, ta biết ông muốn tốt cho ta. Những câu này, những chuyện này, ông vốn có thể không nói cho ta biết, có thể giấu ta, nhưng ta nói cho ông biết. Phải. Bao nhiêu năm đã qua rồi, nhưng không ngày nào ta không mong nhớ đứa con khổ mệnh của ta. Chưa ngày nào ta chịu từ bỏ, không nghĩ tới nữa. Nhỏ không nhịn, ắt hỏng việc lớn. Khẩn xin Vương phi thông cảm cho hạ thần vài hôm. Thần nhất định dốc sức tìm được Mễ Diễm. Đà tạ tướng quốc. Vương phi không cần đa lễ, đó là bổn phận của thần. Ta đi đây. Đã chuẩn bị rượu thịt rồi. Thôi đi, không ăn nổi nữa. Trương Nghi, nói thật cho ta biết, Hàm Dương sẽ đại loạn chứ? Không đâu, Vương thượng tuyệt đối không để Hàm Dương đại loạn. Chính vì như vậy, Vương thượng cũng không nhân từ giống như trước đây. Thần bái kiến Vương hậu. Đứng lên đi. Lùi ra. Công tử, chuyện ta nhờ công tử thám thính làm tới đâu rồi? Đã thu xếp ổn thỏa, Vương hậu không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Đản nhi làm việc luôn cần một số người đứng sau lưng lo liệu giải quyết. Thật không biết chừng nào mới có thể sửa được tính khí của nó. Vương hậu có biết kẻ ẩu đả với thái tử là ai không? Người nghĩa cử là vương tử nghĩa cử. Vương tử của nghĩa cử. Sau khi vương thành của nghĩa cử bị quân Tần tấn công, hắn liền lưu lạc Hàm Dương, bấy lâu làm công ở Tấn Hàm Cư của cự thương y úy, làm tiểu nhị sai vặt. Vương tử của nghĩa cử làm công trong tử quán. Tuy sống trong thôn giã, nhưng hiệp khí và kiêu ngạo của người này không ai có thể sánh bằng. Tần cũng cảm thấy không đành lòng, nên đã tự ý cứu hắn từ trong ngục giam. Nếu không, một số kẻ âm mưu đen tối đó trước sau cũng ra tay. Ai ra tay chứ? Nước đã mất rồi, phụ vương không rõ sống chết, đã tội nghiệp như vậy rồi còn muốn gì nữa? Nghĩa cử hãi vẫn còn sống sờ sờ, còn hy vọng liên lạc các bộ lạc trên thảo nguyên đòi giành lại thành trì và đồng cỏ đã mất. Vậy thì tại sao công tử còn đưa hắn về nhà? Nếu đối đãi đàng hoàng, không chừng có thể làm nghĩa cử hãi mừng binh đao, an tâm làm nô lệ. Nói một câu hơi chối tai, nếu nghĩa cử hãi thật sự ra tay, vị vương tử này có thể dùng để đẩy lùi. Cũng tại ta không nên nhiều chuyện, để công tử mạo hiểm đến như vậy. Cứ tưởng đâu cố gắng khuyên nhủ vài câu rồi thả hắn đi, vương thượng cũng không bám theo chuyện này khiển trách đản nhi, không ngờ lại phiền phức như vậy. Chuyện này thần đã ôm hết mọi trách nhiệm, không liên quan đến vương hậu, thậm chí vương hậu hoàn toàn không biết chuyện này.
Còn ai biết nữa? Không còn ai biết. Công tử, làm vậy có khi nào gây ra đại họa không? Vương hậu không cần lo lắng. Chúng ta không nói, sẽ không có ai biết. Lấy đâu ra đại họa? Ta muốn đi gặp hắn. Sao vương hậu làm vậy? Nếu bảo hắn về nghĩa cử, khuyên cha hắn không phản tần nữa, vậy thì chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt ngay. Vậy nếu vương hậu có ý đó, thần sẽ đi thu xếp ngay. Ừ. Vừa rồi đại lao có gì mạo phạm, thông cảm. Sao lại cứu tôi? Nước Tần có lỗi với nghĩa cử. Nói vậy là sao? Ân oán hai nước, làm dân chúng sống trong chiến sự, xác phơi đầy đồng, người chết đầy đường. Nghĩa cử mất nước, thần dân căm hận, tại hạ không đành lòng nghe, càng không thể chịu được. Trước mắt đã có chuyện người nước Tần ức hiếp người nghĩa cử, cho nên mới dùng chút sức mọn để cứu cậu ra. Không quen không biết, ông lại mạo hiểm tính mạng cứu tôi. Có phải các hạ có mưu tính gì không? Có. Mong cậu sau khi rời khỏi Hàm Dương trở về nghĩa cử, đừng gieo ra mối hận hai nước, phải cố gắng bù đắp vết nứt hận thù của hai nước. Chỉ là thảo dân, không dám gánh trọng trách này. Không sao, dù sao cũng thoát khỏi tù đây. Đợi tình hình lắng dịu, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi Hàm Dương. Đại nhân, gọi tôi là huynh đệ được rồi. Nào, ăn trước đã, lót đầy bụng đi. Mời vương tử điện hạ. Ông biết thân thế của tôi. Nếu không chê bai, tại hạ trèo cao, muốn cùng điện hạ kết nghĩa huynh đệ. Doanh Tráng. Phụ thân. Tiểu tử đó là ai? Vương tử nghĩa cử. Nghĩa cử? Vâng. Hắn là tên phản tặc mà. Sao con đưa hắn về nhà? Chính vì như vậy, Hải Nhi mới không để hắn lang thang ngoài đường, để người khác lợi dụng. Cho nên con lợi dụng hắn. Đúng vậy. Còn đúng là đang đùa với lửa. Hải Nhi đang đánh cược. Cược? Cược cái gì? Phụ thân tiêu tốn hết gia tài, giúp đỡ nước Tần thảo phạt nước Sở. Cách này của phụ thân là cược với vương thượng. Hải Nhi giấu phản tặc trong nhà là cược với thái tử. Dân đảng làm thái tử, chuyện đó đã quá rõ ràng rồi, còn cược cái gì nữa? Thái tử lỗ mãng ẩu đả với hắn, vương thượng thịnh nộ, suýt nữa phế ngôi thái tử. Phụ thân đại nhân có biết chuyện đó không? Không ngờ trong cung có chấn động như vậy. Lựa chọn thái tử, Tắc công tử cũng rất được vương thượng coi trọng. Thật tình mà nói, trước giờ vương thượng hết lời khen ngợi Tắc công tử, trái lại có chút chê bai đảng công tử. Quân vương một nước không thể có tính khí thất phu. Vương thượng lo lắng rất đúng, cho nên Hải Nhi nhất định phải dốc hết sức để thái tử giữ vững ngôi vị của mình.
Làm sao giữ vững được để các ứng viên vương chữ khác không còn cơ hội nữa, thậm chí cũng không còn chỗ đứng ở Hàm Dương này. Bẩm công tử, vương hậu giá đáo. Vương hậu, phụ thân, vương hậu tới đây không muốn ầm ĩ, cũng không muốn bất cứ ai biết, cứ xin phụ thân tránh mặt. Không giống tên ăn mày mà giống tuấn sĩ Sơn Đông hơn, tướng mạo lịch sự. Nghe nói vị vương tử này từ nhỏ đã lăn lộn, không hề sinh sống ở nghĩa cử, sau đó lưu lạc Trung Nguyên, chịu đựng khổ cực. Huynh đệ, mau lại đây khấu kiến vương phi. Vương phi, vị công tử ẩu đả với cậu chính là con của vương phi. Con nghĩa cử diễn bái kiến vương phi. Sao lại như vậy? Chịu thiệt thòi sao? Nhìn thấy vương phi hiền lành, lại nghĩ đến mẹ của Thảo Dân. Vậy hiện giờ mẹ của ngươi ở đâu? Không biết. Khi nghĩa cử náo loạn, huynh đệ đã thất lạc gia đình. Đứa trẻ tội nghiệp. Đứa trẻ tội nghiệp. Con ta lỗ mãng, con đừng căm hận nó. Nếu vương phi không chê bai, nghĩa cử diễm xin bái vương phi làm mẹ, làm tròn hiếu đạo. Đây đúng là tin mừng vô cùng, đúng là càng đánh càng thân. Hôm nào gọi luôn công tử tới đây, hai người cùng bái làm huynh đệ. Đứng lên đi. Đứa trẻ tội nghiệp. Đứa trẻ tội nghiệp. Chữ Nhi. Vương thượng, thần thiếp bái kiến vương thượng. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đã ngủ rồi sao? Hôm nay thần thiếp cảm thấy hơi mệt, cho nên đã ngủ từ sớm. Vương thượng có chuyện gì không?
ngồi xuống đó đi. Đà tạ vương thượng mong nhớ. Nàng ngủ sớm như vậy là sao? Có phải do sáng nay ra ngoài mệt mỏi không? Thần thiếp không hiểu. Nghe nói gần đây vương hậu thường xuyên ra ngoài, thần thiếp đến phủ thái tử, thần thiếp sợ đảng nhi lại gây thêm chuyện làm vương thượng tức giận. Ngụy chữ vì đảng nhi thì hay quá, vì đảng nhi thì hay quá. Có người nói với ta, vương hậu và nghĩa cử vương có qua lại với đám người nghĩa cử. Quả nhân không tin những chuyện bóng gió đó. Vương hậu và nghĩa cử không hề liên quan đến nhau. Lý do gì chứ? Còn thường xuyên nữa. Cái gọi là tin đồn, thần thiếp đã nghe nhiều rồi. Chữ Nhi ơi, chữ Nhi. Chữ Nhi. Quả nhân mệt rồi. Vẫn phải nhắc nhở nàng một câu. Vương thượng, vương thượng, không sao, không sao. Đừng đâm một nhát vào chỗ này của quả nhân nữa. Thần thiếp không dám. Người nghĩa cử đó nên rời khỏi Hàm Dương rồi. Điển của Tần Thái Tử bây giờ bắt đầu. Thank you.
cần. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ta thật sự tưởng đâu vị cô nương đó hồi sinh. Bây giờ nàng là nàng, cô ấy là cô ấy. Lưu luyến không đành với nàng, mong nhớ không quên. Gặp nàng là vì muốn hứa với nàng, một ngày nào đó ta nhất định sẽ cưới nàng. Ngày đó là ngày nào? Để khi ta kế vị. Không còn ai nữa chứ? Y theo vương lệnh, nội thị, cung nhân đều lui hết rồi. Ngoài cửa chỉ có nhuệ sĩ bảo vệ vương thượng. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Vương thượng, người không sao chứ? Ta sợ. Người vừa nói gì? Ta sợ.
Vương thượng, thái tử đại hôn là ngày cả nước vui mừng. Vương thượng không sợ đâu. Nếu ta ra đi, canh chừng nước Tần cho ta, giữ vững. Vương thượng vạn niên, thật sự không thể nói những câu đó được. Vương thượng, vương thượng, người vương thượng đừng sợ, vương thượng đừng sợ, vương thượng đừng sợ. Ai? Đêm khuya rồi, mời thái tử về phòng nghỉ ngơi. To gan! Ngươi là ai? Vương thượng quan tâm thái tử, đặc biệt phái thần đến thăm hỏi thái tử. Mong thái tử đừng lộng hành quá. Nếu vương thượng phẫn nộ, có lẽ thái tử cũng biết hậu quả ra sao. Thái tử, thái tử không lo cho tiểu nữ nữa sao? Các người muốn làm gì? Tiễn cô nương về phủ. Do nàng làm sao? Ta hỏi nàng, có phải nàng đã đập nát đồ đạc không? Phải thì sao chứ? To gan! Thế thế thái tử điện hạ mới to gan. Trong đêm đại hôn, bỏ mặc phu nhân qua lại với người khác. Nếu phụ vương của thiếp biết được, nhất định sẽ hỏi tội thái tử. Phụ vương của nàng không có can đảm đó. Người Ngụy các người đều không có can đảm đó. Thái tử có thể sỉ nhục thiếp, mình không được sỉ nhục nước Ngụy của thiếp. Đó là do nàng tự chuốc sỉ nhục, đáng đời. Cô dám đánh ta, đuổi cô ta đi. Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi, đuổi cô ta đi. Thái tử, nửa đêm nửa hôm, hay là để thái tử phi nghỉ ngơi sớm đi. Đuổi đi, đi đi. Đuổi đi đi. Khốn kiếp. Phụ vương, nữ nhi không muốn đến nước Tần nữa. Bởi vì Tần thái tử ra tay, nên không muốn về Tần nữa. Con à, một kẻ hung hăng như vậy, phụ vương muốn gả nữ nhi cho hắn sao? Không phải phụ vương không thương con, ta chỉ vì con, vì tương lai của nước Ngụy ta thôi. Con không biết. Phụ vương, trong lòng thái tử đã có ý trung nhân rồi, chịu chút thiệt thòi, mai này có thể giành được lợi ích to lớn. Phụ vương, nữ nhi không muốn về nước Tần chịu nhục nữa, đánh chết cũng không đi. Còn có biết phụ vương chịu thiệt thòi ở nước Tần không? Từ nhỏ đã đến nước Tần làm con tin, không người thân thích, chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt. Hai nước có xung đột, càng là sống chết khó đoán. Đợi khi phụ vương kế vị, nước Tần giết nhuệ sĩ ta, đoạt thành trì ta, tuy hận ghi khắc trong lòng nhưng không dám ra tay,
Tại sao? Vì đánh không lại, đánh không nổi.